Thị trường chuyển nhượng tại Anh dù đã mở cửa nhưng vẫn chưa có nhiều diễn biến sôi nổi, đặc biệt tại tổng hành dinh của Man City, nhà đương kim vô địch nước Anh đồng thời là vị vua châu Âu mùa này. Một mùa hè sôi động nhiều khả năng sẽ không xảy ra với The Citizen. Thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola có lẽ vẫn đang chìm đắm trong men say chiến thắng và ngập trong hương rượu vang của buổi lễ mừng công. Nhưng sẽ sớm thôi, họ sẽ quay trở lại tập luyện và lên kế hoạch cho mùa giải mới. Với một đội hình đang là đội 9, Pep rõ ràng có cơ sở để duy trì thế thống trị tại nước Anh, đồng thời nghĩ về một cú ăn ba tiếp theo ở mùa giải năm sau, điều chưa từng có đội bóng nào làm được trong lịch sử. Tuy nhiên, Man City sẽ cần thực hiện một số động thái ở hàng thủ và hàng tiền vệ. Phần vì phong cách luôn làm mới và cải tiến của Pep Guardiola, đồng thời một số cầu thủ có tuổi và không còn phù hợp với kế hoạch của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, hoặc những trường hợp đang muốn bán như là Ilkay Gundogan và Bernardo Silva. Bên cạnh đó, Pep cũng cần chú tâm đến lực lượng đội trẻ đôn lên từ học viện. Một số cái tên có thể không có tương lai tại Etihad, nhưng lại có thể giúp họ thu về khoản phí chuyển nhượng đáng kể. Mùa trước, Man City đã bán 4 cầu thủ: Gavin Bajunu, Romeo Lavia, Samuel Edoji và Joan Larios tới Southampton với tổng giá trị gần 40 triệu bảng. Điều này rất quan trọng trong việc cân đối thu chi, đặc biệt trong bối cảnh Man Xanh đang bị FFP giám sát một cách chặt chẽ. Vậy Pep Guardiola nên xoay sở với đội hình hiện tại ra sao? Hãy cùng Yêu Bóng Đá để tìm hiểu xem Man City nên giữ ai và bán ai cho mùa giải mới. Nhưng trước tiên xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay figo.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta cần đến vị trí thủ môn. Thủ thành số 1 chắc chắn vẫn là Ederson, người năm nay đã 29 tuổi nhưng vẫn còn đến 3 năm hợp đồng. Mặc dù đôi lúc có những khoảnh khắc thất thường mùa này, tương lai của thủ thành người Brazil vẫn luôn được đảm bảo tại Man City, chí ít là ở mùa giải tới. Dự đoán, giữ lại. Thủ thành số 2 là Stephen Ortega, 30 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm 2025. Ortega đã bắt chính hầu hết các trận đấu cúp cũng như một vài trận vòng bảng Champions League và không mắc nhiều sai lầm. Mặc dù vậy, gia hạn hợp đồng với thủ môn người Đức vào lúc này không phải là ưu tiên hàng đầu, vì anh rõ ràng không phải là sự thay thế lâu dài cho thủ thành Ederson. Dự đoán, giữ lại nhưng không gia hạn hợp đồng. Thủ thành số 3, Scott Carson, 37 tuổi, sắp hết hợp đồng. Pep rất thích sự có mặt của thủ thành kỳ cựu người Wigan trong phòng thay đồ. Nếu Carson vui vẻ với vị trí số 3 trong khung gỗ ở giai đoạn này của sự nghiệp, không có lý do gì không giữ anh ta lại, vì cựu thủ thành của Liverpool cũng chẳng đắt đỏ gì. Dự đoán, giữ lại và gia hạn hợp đồng. Tiếp theo, chúng ta đến với vị trí hậu vệ. 1. Ruben Dias, 25 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm 2027. Dias đang bước vào độ tuổi đỉnh cao của sự nghiệp và mặc dù thường xuyên dính chấn thương mùa này, Ruben Dias vẫn là hậu vệ tốt nhất của Man City. Dự đoán, giữ lại. 2. Nathan Aker, 28 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm 2025. Nathan Aker đa năng và đã chơi rất hay ở mùa giải này. Mặc dù vậy, Nathan Aker sẽ 30 tuổi khi hết hạn hợp đồng, nên nhiều khả năng Man City sẽ không vội. Gia hạn thêm 1 năm với mức lương cao hơn sẽ là sự lựa chọn hợp lý trong bối cảnh đội chủ sân Etihad sẽ bán người ở hàng phòng ngự. Dự đoán, giữ lại, nhưng vẫn cân nhắc trong việc gia hạn. 3. John Stone, 28 tuổi, có thời hạn hợp đồng đến năm 2026. Thật khó tin khi nhận ra rằng John Stone đã ở Man City tới 7 năm, nhưng đá chính chưa đến một nửa số trận của Man City ở giải vô địch quốc gia, 47,2%. Nguyên nhân là bởi John Stone thường xuyên dính chấn thương, cũng như có những lúc thăng trầm trong sự nghiệp. Dẫu vậy, một khi đã vào form, John Stone là một trong những hậu vệ giỏi nhất, và mùa này anh còn trở thành một trong những tiền vệ giỏi nhất. Nhưng John Stone còn tới 3 năm trong hợp đồng, do đó Man City không cần phải làm gì cả. Dự đoán, giữ lại. 4. Aymeric Laporte, 28 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm 2025. Laporte thường xuyên ra sân ở mùa giải trước, nhưng lại bị thất sủng ở mùa này. Mối quan hệ giữa anh và ông thầy đồng hương Pep Guardiola có lẽ đang gặp chút bất đồng. Dự đoán, bán. 5. Manuel Akanji, 27 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm 2027. Manuel Akanji mới đến mùa hè năm ngoái và là một trong những bản hợp đồng thành công mùa này, nhất là khi anh chỉ có giá 15 triệu bảng. Dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola, anh đang chơi rất chắc chắn và cực kỳ đa năng. Dự đoán, giữ lại. 6. Sergio Gomez, 22 tuổi, có thời hạn hợp đồng đến năm 2026. Ngay cả khi Oleksandr Zinchenko đã bán và rất có thể là cả Joao Cancelo trong thời gian sắp tới nữa, Gomez vẫn không có nhiều cơ hội ra sân. Ở độ tuổi 22, Gomez cần được thi đấu nhiều hơn, điều nhiều khả năng sẽ không xảy ra trong tương lai gần tại Man City. Cho mượn sẽ là phương án phù hợp nhất. Dự đoán, giữ lại, nhưng đem cho mượn để lấy kinh nghiệm.
7. Benjamin Mendy, 28 tuổi, sắp hết hạn hợp đồng. Lựa chọn ở đây thì quá rõ ràng rồi. Mendy ra tòa và Man City chấm dứt mọi liên quan. Dự đoán giải phóng hợp đồng. 8. Kyle Walker, 32 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm sau. Man City nhiều khả năng sẽ ưu tiên kiếm một khoản tiền với trường hợp của Kyle Walker, nhất là khi đội hình hiện tại họ đang vận hành tốt khi không có anh. Và hơn hết, Kyle Walker đã yêu cầu bán, theo thông tin mới nhất từ ký giả Sam Lee. Dự đoán, bán. 9. Rico Lewis, 18 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm sau. Lewis đã có những khoảnh khắc thú vị kể từ khi khoác áo đội 1 và cũng còn rất trẻ. Giữ anh lại hay đem cho mượn tích lũy kinh nghiệm đều là lựa chọn tốt. Dự đoán, giữ lại và gia hạn hợp đồng. 10. Giao Cancelo, 28 tuổi, có thời hạn hợp đồng đến năm 2027. Không thể khác hơn, Giao Cancelo sẽ bị bán. Một khi Pep Guardiola đã bất hòa với ai đó, anh ta đơn giản là hết cơ hội ở lại, ngoại trừ Messi. Dự đoán, bán. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hàng tiền vệ. 1. Rodri, 26 tuổi, có thời hạn hợp đồng đến năm 2027. Rodri là tiền vệ mỏ neo tốt nhất tại Premier League. Quyết định được đưa ra ở đây có lẽ là dễ dàng nhất. Dự đoán, giữ lại. 2. Kevin Phillips, 27 tuổi, có thời hạn hợp đồng đến năm 2028. Dù chẳng đóng góp gì trong năm nay, nhưng với hợp đồng còn rất dài và nhận tới hơn 7 triệu đô la một năm, Man City sẽ chật vật trong việc tìm đầu ra cho Kevin Phillips. Vì thế, rất có khả năng Guardiola sẽ trao niềm tin cho Kevin Phillips ở mùa giải tới để khẳng định bản thân. Dự đoán, giữ lại. 4. Ilkay Gundogan, 32 tuổi, sắp hết hạn hợp đồng. Man City đã cố gắng gia hạn hợp đồng với Ilkay Gundogan, nhưng tiền vệ người Đức nhất quyết muốn ra đi sau 7 năm gắn bó. Dự đoán, giải phóng hợp đồng. 5. Kevin De Bruyne, 31 tuổi, có thời hạn hợp đồng đến năm 2025. Không cần phải bàn cãi, Kevin De Bruyne vẫn luôn là nhạc trưởng của Man City mùa sau. Tuy nhiên, anh sắp bước sang tuổi 32. Nhiều khả năng, The Citizen sẽ gia hạn từng năm một với ngôi sao người Bỉ sau khi hết hạn hợp đồng. Dự đoán, giữ lại và gia hạn từng năm. 6. Bernardo Silva, 28 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm 2025. Lại thêm một cầu thủ ngỏ ý muốn ra đi dù Pep rất muốn giữ anh ta lại. Nếu tình hình đàm phán suôn sẻ, hoặc Bernardo Silva sẽ chuyển đến PSG, hoặc ngôi sao người Bồ sẽ chuyển đến Barcelona. Nhưng cũng có thể, Bernardo Silva sẽ vẫn góp mặt trong đội hình Man City mùa sau khi không tìm được một bến đỗ ưng ý. Dự đoán, ra đi hoặc ở lại tùy từng tình huống. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với hàng tiền đạo. 1. Phil Foden, 22 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm 2027. Phil Foden không được thi đấu nhiều mùa này và thường xuyên dính chấn thương. Nếu điều đó tiếp tục tái diễn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì thế mùa giải tới sẽ vô cùng quan trọng với Phil Foden. Nếu mọi chuyện vẫn không như ý muốn, cả hai nên tính đến chuyện chia tay. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn ở mùa tới, sau sự ra đi của Gundogan, Phil Foden chắc chắn sẽ ở lại với vị trí sở trường nơi hàng tiền vệ. Dự đoán, giữ lại. 2. Jack Grealish, 27 tuổi, có thời hạn hợp đồng đến năm 2027. Jack Grealish đã có một mùa giải tuyệt vời và trở thành mẫu cầu thủ mà Guardiola mong muốn. Câu chuyện tương tự sẽ tiếp diễn ở một giải năm sau. Chắc chắn là như vậy. Dự đoán, giữ lại. 3. Riyad Mahrez, 32 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm 2025. Thật khó để gia hạn tiếp với Riyad Mahrez khi anh đã 32 tuổi. Gần đây đã có những liên hệ về việc cựu sao Leicester City chuyển tới Ả Rập Xê Út thi đấu. Vì thế hãy cùng chờ những diễn biến tiếp theo của thương vụ này. Dự đoán, bán khi được giá. 4. Erling Haaland, 22 tuổi, còn thời hạn hợp đồng đến năm 2027. Man City chắc chắn sẽ trói chân cầu thủ hay nhất mùa này của họ bằng mọi giá. Real Madrid đã thể hiện sự quan tâm, nhưng cho đến nay vẫn chưa ai biết về điều khoản phá vỡ hợp đồng của Erling Haaland có giá trị ra sao. Dự đoán, giữ lại bằng mọi giá. 5. Julian Alvarez, 23 tuổi, có thời hạn hợp đồng đến năm 2028. Man City vừa ra hạn hợp đồng với Julian Alvarez và thường xuyên cho anh cơ hội ra sân. Mỗi lần như thế, ngôi sao người Argentina lại cho thấy cái duyên kỳ bản của mình. Chắc chắn rồi, Alvarez sẽ được giữ lại. Dự đoán, giữ lại. Trên đây là những chi tiết cuối cùng của video ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những lần sau. Xin chào tạm biệt.